Bây giờ là mình sẽ test thử cái sự nhũ nguồn và cái một số cách thử khắc phục. Trước giờ làm là ít quan tâm đến nguồn, giờ này bị ăn hành nhiều quá nên giờ khắc phục phải kiểm tra vấn đề nguồn. Ở đây mình đang dùng test thử một cái nguồn, dù đây là đang cái nguồn 12V của cái camera, đường dây nó đang nối dài khoảng tầm 30 m. Đó, đây là cái đồng hồ đo xung, đây là một số linh kiện để chút nữa mình để kiểm tra. Bây giờ ở đây đồng hồ nó đang đo là 12V. Đây, họ đang hiện ra 12V này. Đó là DC nha. Đó. Thì nếu mình xem kỹ á là vẫn thấy nó có cái xung gợn sóng bên đây này. Nó không có đều, nó có xung gợn sóng. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua AC để xem cái xung nó dao động như thế nào. Mình cho nó tự động ở đây. Đây là cái dao động xung của nó hiện tại đây. Nó đang dao động ở mức là 250 mV, tần số dao động là 1,56 MHz. Đó, đây là cái tần số dao động giữa hai dây âm dương của trên đây này. Đó. Bây giờ mình sẽ tìm cách để làm sao cho cái tần số dao động này nó nằm ngang nhất có thể là đạt yêu cầu. Đó, hiện tại đang đo là 500 mili giây. Thang đo là 550 mV thì nó dao động như vậy á, nó báo cho mình đây nè. Cái biên độ dao động nó là 250 mV. Và bây giờ mình sẽ thử. Đầu tiên là mình sẽ lọc bằng tụ, các loại tụ gốm này, tụ 1D4, tụ 1D2, 1D3 đó, các loại tụ thế này. Rồi sau đó là cái mình dùng cái tụ tụ hóa là tụ nhỏ vậy. Và tụ như thế này. Và dùng cuộn cảm. Đầu tiên mình sẽ dùng cái tụ này trước. Rồi mình lấy âm dương, tụ không phân cực. Thì cái đường sóng nó đã khác rồi nè. Giờ mình thay đổi cái tần số đọc để dễ nhìn hơn. Mình bấm auto set là nhanh nhất. Sau bấm auto set á thì kết quả hiện tại á là nó cái xung nó sẽ giảm được nhiều nhưng mà chưa triệt để, nó vẫn còn chu kỳ. Đây hiện tại đang là 5 mili giây. Độ rộng vẫn là 50 mV. Thì dao động của nó là 50 60 mV, hồi nãy là 250 mV. Tần số dao động là 100 khoảng 140 Hz. Đó, hồi nãy khi chưa lọc gắn tụ lọc vô thì nó là 1,8 MHz, 1,6 MHz, bây giờ xuống còn 100 mấy MHz thì nó đã giảm xuống. Đó, tụ này nó đã lọc tần số cao xuống bớt. Rồi tiếp tục mình gắn tụ khác, tụ này thì tụ 1D3, còn tụ phải là 1D4. Bây giờ mình gắn xuống cái này, bây giờ nó đang lọc, nó còn một phẩy mấy 2 kHz, nghĩa là nó lọc vẫn chưa triệt để bằng này. 1L4 lọc tốt hơn. Rồi bỏ này ra với thằng này, này 1L4 nhỏ xíu nè, khi chưa lọc nó là 1,4 kHz. Rồi lúc nó lên mê luôn. Rồi đây là tụ 1L4 nhỏ xíu, thì sau khi gắn vô nó đã giảm được tí xíu thôi, không đáng kể, cái này là không coi như không đạt. Đây, bỏ. Rồi đến thử con tụ tụ hóa này, tụ hóa này nhỏ xíu thôi, giá trị chỉ có một 3.3 mi 3.3 UF thôi. Cái này có phân cực thì mình gắn đúng đúng âm dương đây. Đó, bây giờ mình gắn vô nè thì nó đã giảm xuống, chỉ còn biên độ chỉ còn có 48 mV.
đã khử xung được, tạm ổn. Tần số xuống bây giờ xung nhiễu chỉ còn có 100 hệt thôi. Đó. Tụ này nhỏ đã lọc cũng tạm ổn nhưng mà tải nặng nó không chịu nổi. Tiếp tục mình xài con tụ này tụi giống nhau. Tụ này là 220 UF. Rồi. Máy xuống dao động nó biên độ nó giảm còn 44 mV. Tần số vẫn giữ nguyên 100 hệt. Nghĩa là nó đã lọc được nhưng mà chưa đáng kể. Nó đã lọc nhưng mà chưa có chịu để hết. Rồi, giờ thử thử tụ lớn này. Tụ này là 1000 UF 35V. Trước khi thử mình nhớ xả điện cho nó trước. Chập hai chân mình xả trước để tránh phóng điện là. Từ mình đang thử điện rất là nhỏ. Rồi. Nó gần như về không luôn, nghĩa là tụ này lọc là tốt nhất cái xung hiện tại, nhưng mà tần số cao có thể nó không lọc được nha. Mình bấm auto này để cho nó tự fix lại xem nó đang nhiễu ở tần số nào, xem nó còn nhiễu ở tần số nào hay không. Giờ coi nó còn lỗi hay không. Đây, mình bấm lên tới đây mức này nè để cho nó thấy được cái nhiễu, nghĩa là khi đáng tụ này vô á, cái giá trị nhiễu nó còn rất nhỏ, nó mới bị tụ. Giá trị nhiễu còn rất nhỏ nên mình phải chỉnh cái thang đo lên mịn lên thì mình thấy được. Đó, hiện tại nó đang là cái biên độ nó chỉ còn có 20 mV thôi. Đó, nó cái dòng điện rất là phẳng. Cái này là coi như là đã đạt yêu cầu rồi đó. Như đó là rút lại là tụ cái đầu tụ lớn sẽ lọc nhiều tốt hơn. Thử là cái tụ này. Đây. Tụ này nó vẫn lọc nhưng mà biên độ nó còn cao, nó còn 40 mấy mV. Đó. Tụ này vẫn lọc nhưng không bằng tụ lớn. Rồi bây giờ mình sẽ kết hợp thử hai loại tụ. Tụ gốm, tụ không phân cực, phân cực vô thì sao? Đây. Cho mình nén vô, biên độ nó xuống còn tầm trên dưới 30 mV là cũng ổn, nó xuống cũng cái dòng điện cái sóng nó cũng đã ổn rồi, nghĩa là mức nhiễu nó đã giảm. Rồi, bây giờ mình thử gắn con 1 để nó 4 không phân cực vào tụ lớn như thế này. Có vẻ là nó là ổn định nhất trong các loại nãy giờ, là cái cặp này là cái ổn định nhất, một tụ lớn và một tụ không phân cực hoặc là 4, và tín hiệu như thế này nó là ok. Đó, mình đang đọc ở mức độ là 500 mili giây nên thấy được, chứ còn mình đọc tần số mạnh hơn nữa là không thấy được. Rồi cái cuối cùng là nãy giờ là coi như cái hướng án này ok nhất nè. Bây giờ mình thử đọc bằng cuộn cảm. Đọc bằng cuộn lọc. Do mình chưa có đưa vô điện nên là cái sóng này chưa có nói được, chưa có điện vô đây. Vẫn có nhỏ nó đọc chính xác, nghĩa là cái này nó đọc rất là mình. Rồi. Khi mình đưa vô nè. Xung nhiễu còn rất là cao luôn, gần như không lọc được gì nhiều. Đó. Rồi phương án lọc bằng cuộn cảm này là coi như thất bại. Ở dưới là môi trường điện thế này, nguồn này nè là thất bại. Mỗi một loại nguồn điện tính chất khác nhau, một cái nguồn điện mình lắp vị trí khác nhau thì nó sẽ nhiễu khác nhau, không cái nào giống cái nào. Mình nãy giờ mình đang thử tại nguồn này thôi, còn muốn biết chính xác thì phải ra thực tế để đo thử coi nó đang nhiễu ở cái tần số nào,
thì mình để khử cái đó. Như đối với nguồn này hiện tại á, mình sẽ dùng bộ này là ok nhất. Đó. Đây là cái nguồn hiện tại nó đang nhiễu như thế này nè, nhưng nó nhiễu rất là nặng. Bây giờ thì mình gắn cái đầu độc vô này. Đó. Nó đưa về gần như bằng cái gần như ổn định 20 mV thôi, cái độ dao động rất là nhỏ. Rồi, như là xong. Còn ai muốn biết cái đồng hồ này ở đâu á thì lên trang Điện tử Sáng tạo. Nói gặp Đào Văn Linh bên Điện tử Sáng tạo, nói bạn của anh Hạnh là bên đó sẽ tặng mọi người một cái.